Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay chúng tôi có mẫu xe đạp đua Caracoler, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng bộ chuyển động Shimano Classic, và cái hãng xe này là một cái hãng xe chính hãng của Đài Loan và được sử dụng tại thị trường Singapore. Thương hiệu Caracoler được sử dụng một bộ khung nhôm và nước sơn nhôm trần phủ bóng. Đây là màu nhôm trần và phủ bóng rất là đẹp và đã được mài đi những cái mối hàn, trên khung. Nhìn xe rất là mềm mại, cực kỳ đẹp. Dây thì toàn bộ là chạy âm sườn, để một cái logo thương hiệu đây trông rất là tinh tế, đúng không các bác? Nhìn rất là đẹp, dây chạy âm sườn. Và xe thì được sử dụng một bộ húp chuyển động của Shimano Classic. Đây là dòng FC2000, dòng đời mới. Thì những cái dòng đời mới nó đã mất đi cái dây, những cái đời cũ thì nó có những cái dây từ đây nó mất ra đây, nhìn nó khá là thiếu thẩm mỹ. Thì cái đời mới nó đã, dây nó đã chạy vào trong này. Đấy, trong xe rất là đẹp. Và cái bộ group trông rất giống cái bộ group cao cấp, đúng không? Để trước để sau full Shimano Classic. Sơn si thì cũng còn tương đối là tốt các bác nhé, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là vận chuyển từ nước ngoài về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe thì các bác có thể nhìn hình đánh giá đây, rất là đẹp. Vành bánh 700C sử dụng bộ lốp của Kenda và Mayer cũng nguyên zin luôn các bác nhé, nguyên zin theo xe. Mayer này là được sử dụng bi bạc đạn, bi vòng bạc đạn. Cấu hình này nó cũng rất là ổn trong cái tầm giá đang bán chiếc xe là 7,5 triệu. Đấy, 7,5 triệu cho một chiếc xe các bác mua về sử dụng rèn luyện sức khỏe, hay là các bác mới tiếp cận đến cái xe đua này thì mua về rất là hợp lý. Thiết kế thời thượng rất là đẹp và bộ group rồi ổ bi thì cũng rất là cao cấp. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48mm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Bộ chuyển động full Shimano Classic với 8 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó gửi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.